Sĩ ái vì doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết trèo nhầm của tác giả Kiều Diêu xoay quanh câu chuyện tình yêu của Thời Yến và Trịnh Thư Ý. Thời Yến do Vương Hạc Đệ thủ vai là chàng tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Minh Dự Vân Sang. Trong khi đó, nữ chính Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc thủ vai là cô phóng viên tài chính kinh tế tài giỏi, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Vì bài viết về tập đoàn Minh Dự Vân Sang, cả hai người họ đã không ít lần gặp gỡ. Quan điểm viết bài của Trịnh Thư Ý rất hợp ý thời Yến, cho nên hai người hợp tác rất vui vẻ. Dù cho gặp phải không ít khó khăn trong công việc, thế nhưng họ vẫn giúp đỡ lẫn nhau, dần dần còn tiến triển thành cặp đôi tình nhân ngọt ngào. Nội dung tuy không mới, thế nhưng sự kết hợp đặc biệt của hai diễn viên Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại là điểm chính thu hút sự chú ý của fan hâm mộ. Hiện tại, bộ phim đã chính thức đóng máy vào ngày 20 tháng 3 vừa qua và đang chờ ngày lên sóng. Hãy cùng chờ đón sự kết hợp ngọt ngào của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ nhé cả nhà. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.